Đạt Villa hiện đang là một trong những TikToker triệu follower của Việt Nam. Bên cạnh những clip giải trí, Đạt Villa còn được nhiều người biết đến và yêu mến nhờ chuyện tình xuyên biên giới với nàng TikToker của Indonesia Vihia. Trong suốt gần một tháng vừa qua, cái tên Vihia được fan của Đạt Villa liên tục nhắc đến khi cô nàng có chuyến du lịch tại Việt Nam cùng Đạt Villa và một số người bạn. Theo đó, trong suốt thời gian ở tại Việt Nam, Vihia được người yêu cho xuyên Việt khi ghé thăm hầu hết các địa điểm nổi tiếng như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn. Thậm chí Đạt Villa còn dẫn người yêu đến tham dự sự kiện tuần lễ thời trang Việt Nam International Fashion Week 2022. Tại đây, cặp đôi đã có buổi trò chuyện ngắn cùng fan hâm mộ, trong đó đáng chú ý là thông tin về thời điểm cả hai về chung nhà. Cụ thể, khi được hỏi không biết là tương lai gần có được nghe tin vui của cả hai bạn không nhỉ, Đạt Villa chia sẻ, cái đó thì Đạt và Vi cũng không hứa trước được nhưng sẽ luôn cố gắng hết sức và đang từng ngày thu hẹp nó dần, mong rằng Đạt và Vi sẽ làm được thôi. Trước đó, Đạt Villa cũng từng bày tỏ mong muốn kết hôn cùng Vihia nhưng chưa thể vượt qua rào cản tôn giáo. Bọn em có dự định kết hôn nhưng cần phải vượt qua rào cản tôn giáo, đó là rào cản lớn nhất và rào cản khó khăn nhất. Bên cạnh đó, Đạt Villa cũng mong fan thông cảm và hiểu cho những quyết định của cặp đôi sau này. Chia sẻ của Đạt Villa khiến fan không khỏi vui mừng và mong chờ một cái kết đẹp vào ngày không xa, bởi lại cả hai đang vẽ lên một chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy khó khăn khi phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, tôn giáo, địa lý để đến bên nhau. Đạt Villa và bạn gái người Indonesia biết nhau từ tháng 8 năm 2021 qua một lần livestream chung. Ngay lần đầu trông thấy Vihia, chàng TikToker đã bị cảm nắng bởi gương mặt dễ thương của cô nàng. Sau buổi livestream, Đạt Villa chủ động nhắn tin làm quen, dù cách trở ngôn ngữ địa lý song anh lại không cảm thấy đó là rào cản. Đến ngày 29 tháng 12 năm 2021, Đạt Villa chính thức tỏ tình Vihia. Trong cảm nhận của chàng TikToker Việt Nam, Vihia là cô gái thông minh xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Đạt Villa rất trân trọng mối quan hệ này, anh không ngại vượt 5.000 km để bay sang tận Indonesia và gặp mặt bạn gái. Sau thời gian dài cặp đôi quen nhau qua mạng, chưa hết, Đạt Villa còn rất được lòng gia đình bạn gái, dù họ biết anh từng một đời vợ và có con gái 7 tuổi. Bố Vihia đã mất, nhà chỉ còn mẹ và bạn ấy cũng nói với mẹ về chuyện này rồi. May mắn thay, mẹ của Vihia cũng rất thông cảm với mình, bà nói rằng chuyện đó không sao cả. Đạt Villa chia sẻ phản ứng mẹ Vihia khi biết quá khứ của anh. Chính Vihia chia sẻ mẹ mình đón nhận mọi việc rất tích cực, có lẽ vì chị mình cũng kết hôn với người có hoàn cảnh như anh Đạt nên chuyện tình cảm của chúng mình dễ được cảm thông hơn nhiều. Khi Vihia sang Việt Nam, cô gái sinh năm 1999 cũng đến thăm gia đình và con gái của Đạt Villa. May mắn cô cũng được gia đình bạn trai đón tiếp rất chu đáo. Con gái Đạt Villa cũng rất quấn quýt Vihia dù mới gặp cô lần đầu. Dù được gia đình bạn bè người hâm mộ ủng hộ nhưng chuyện tình của Đạt Villa và Vihia cũng có không ít những thử thách. Từ những việc nhỏ như Vihia hay dỗi người yêu, không ưa cách Đạt nói to gắt gỏng hay Đạt không chịu nổi mùi sầu riêng mà Vihia lại rất đam mê món ấy, cho đến việc to tát hơn như yêu xa hay vì tôn giáo của Vihia, cả hai sẽ không được thân mật, thậm chí không được hôn. Khi được hỏi có bức bối không khi ở bên người yêu mà chỉ có thể nắm tay cùng lắm là ôm, TikToker sinh năm 1994 nghiêm túc, mình thấy bình thường, công việc của mình rất nhiều nên không có thời gian nghĩ đến chuyện ấy và hơn hết mình tôn trọng Vihia. Đạt Villa cũng thừa nhận từ ngày mình nổi tiếng có không ít người tiếp cận với mình, tuy nhiên điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho Vihia. Như nhiều lần mình nói, mình chọn người yêu mình và người yêu con mình chứ không chọn một cô gái đẹp. Ai tốt với mình, luôn đồng hành với mình sẽ chọn người đó. Khi mình đã chọn rồi sẽ không có lựa chọn thứ hai. Yêu nhau chưa lâu nhưng xác định nghiêm túc và dự định về chung một nhà. Chuyện Vihia muốn đi đi về về để chăm sóc mẹ vì bố đẻ cô đã mất, chị gái đã đi lấy chồng, Đạt hoàn toàn tán thành. TikToker sinh năm 94 bảo chuyện đi lại giữa hai quốc gia bây giờ chẳng khó khăn. Về công việc nghề nghiệp, cả Vihia và Đạt có thể sáng tạo ở mọi nơi. Dù chỉ có vấn đề tôn giáo là cả hai đang tìm cách dung hòa để có thể đi xa, đi lâu và đưa chuyện tình xuyên biên giới tới cái kết có hậu. Crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath.